Lan thân mến kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình SET với chương trình Mỹ Lan Show. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Mỹ Lan rất là hân hạnh được gặp gỡ một người chị rất là dễ thương, đó là ký giả Kiều Mỹ Duyên. Thân mến, em xin chào chị Kiều Mỹ Duyên đến với chương trình Talk Show ngày hôm nay với em. Kiều Mỹ Duyên thân mến chào. Mỹ Lan cái miệng sao nó ngọt quá. Trời ơi, mỗi lần chị em gặp nhau là mình khen nhau không. Em thì khen chị là đẹp lão, còn chị có khen là cái miệng em cười có duyên đúng không? Nhưng mà em nói cho chị nghe, ngày hôm nay em mời chị lên đây á, tại vì chị biết rằng là tháng 11 này, 8 tháng 11 này sắp tới, thưa quý vị, rằng là hầu như đây là cái mùa bầu cử mà hầu như không phải là cộng đồng Việt Nam chúng ta nói riêng mà hầu tất cả cộng đồng khác cũng rất là nhộn nhịp, đặc biệt là những cái đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa vân vân, hầu như ai cũng nhộn nhịp lên để mà vận động cho cái cuộc bầu cử năm nay. Đó là lý do mà em biết giờ là cũng là một nhà báo, một nhà ký giả, cũng là đi theo sát những cái tình hình, những cái công việc ở ngoài xã hội. Ra em mời chị lên đây chúng ta cùng hội luận về cái đề tài này. Trong cái ngày bầu cử sắp tới thì mình nói riêng về cộng đồng Việt Nam mình đi, thưa chị, thì năm nay thì theo như chị tìm hiểu rằng là năm nay có bao nhiêu người Việt Nam chúng ta ra ứng cử cho những cái chức vụ trong thành phố hay là tiểu bang thưa chị? Như vậy là câu hỏi của Mỹ Lan rất là rộng rãi. Bây giờ mình chỉ nói cái nơi mình ở đi. Đây à. Là cái quận Cam. Thưa quý khán thính giả, quận Cam thì có hơn 3 triệu dân. Và cái người Việt Nam từ Los Angeles xuống miền Nam hơn nửa triệu người. Và riêng cái quận Cam chúng tôi rất là hãnh diện là có 28 ứng cử viên người Mỹ gốc Việt tranh cử giờ chức vụ, 29 chức vụ, tại vì có một người tranh cử hai chức vụ, cho nên là có 28 người tranh cử 29 chức vụ, mà cái chức cao nhất á, là thượng nghị sĩ của tiểu bang. Có lẽ là khi mà nói ra ai cũng biết hết. Hồi nãy Mỹ Lan có hỏi là hỏi luôn cái tiểu bang nữa, nhưng mà chúng tôi chỉ nói vì thời giờ có hạn, chỉ nói cái miền Nam Cali, cái quận Cam mà thôi. Thì cái chức vụ cao nhất á, ra ứng cử là bà Janet Nguyễn ra tranh cử vào thượng nghị sĩ của tiểu bang California. Và cái người mà hai người nữa ra tranh cử vào chức vụ dân biểu tiểu bang California đó là Thu Hà. Thu Hà hiện nay là phó thị trưởng của thành phố Garden Grove, là thành phố mà có đông dân cư cái người Á Châu. Và cái người thứ nhì ra tranh cử chức vụ của dân biểu tiểu bang địa hạt 70 là thị trưởng Tạ Đức Trí, là hai người đó sẽ tranh cử vào chức vụ. Rồi hội đồng giám sát quận Cam thì đặc biệt là có một cái người phụ nữ trẻ là Kim Nguyễn, hiện nay là nghị viên của thành phố Cam Ro, ra tranh cử chức vụ giám sát. Thành ra là cô này cũng là hăng say, cũng nhiều cái nỗ lực lắm. Thưa chị, em xin ngăn chỗ này, như là cái chức vụ mà giám sát là của quận Cam là hiện nay là luật sư Andrew Đỗ đang giữ không chị? Không, luật sư Andrew Đỗ đang giữ là cái địa hạt 1, chưa có tranh cử lại. Còn cô này tranh cử cái địa hạt, cái địa hạt của cô Kim Nguyễn này thì khác với cái địa hạt của Andrew Đỗ. Cho nên là còn hội đồng thành phố của Fountain Valley thì có Cindy Cao là nhân viên của trường đại học. Và hội đồng thành phố Garden Grove, cái địa hạt 3 thì có Asia Nguyễn. Cũng Hồ Nguyễn nha. Wow. Rồi thì thưa vị, còn Sandy Trần là phó chủ tịch của Cộng đồng Việt Nam Quốc gia Việt Nam. Và một người nữa là Gia Ly Nguyễn, danh gia là thương gia. Còn hội đồng thành phố Garden Grove thì có ông Đỗ Vinh. Đỗ Vinh chắc nhiều người cũng biết ông Đỗ Vinh dạ rồi. Biết, dạ biết. Thì có talk show trên TV. Dạ vâng. Rồi là ông Tạ Trung. Phu quân của luật sư Dina Nguyễn. Đúng rồi, phu quân của Dina Nguyễn, luật sư Dina Nguyễn. Còn một người nữa cũng nổi tiếng là Tạ Trung, là chủ tịch của hội đồng giám sát cộng đồng Việt Nam miền Nam California. Còn thị trưởng Westminster đó thì có ông Tài Đỗ, nghị viên, hiện là nghị viên của Westminster, và Kimberly Hồ, nghị viên của Westminster, và Sạc Ly Nguyễn Mạnh Chí hiện nay cũng là nghị viên của thành phố Westminster. Rồi về hội đồng thành phố Westminster hạ một đó, thì có Amy Phan West là thương gia. Hội đồng thành phố Westminster địa hạng 4 là Nam Quang. Rồi Terry Vũ Nguyễn, Jimmy Phạm, luật sư. Và học khu học chánh Rancho Centennial địa hạng 4 thì có Daisy Xuân Hà Tống. Bây giờ cái người này thì không có đối thủ, tại không có ứng cử viên. Cho nên là Xuân Hà Tống này sẽ đương nhiên thắng cử. Rồi khu học chánh Garden Grove, Phú Nguyễn, thương gia.
Cô học chính Fountain Valley, Phú Nguyễn. Cô học chính Garden Road, Nguyễn Quốc Lân. Luật sư Nguyễn Quốc Lân là ai cũng biết hết. Dạ, là vì anh ra, anh ra ứng cử chức vụ gì thưa chị? Bây giờ là đương kim là phó chủ tịch của khu học chánh Garden Road. Ra tranh cử lại cái chức vụ khu học chánh Garden Road. Dạ, vâng. Gồm có nhiều thành phố khác nhau. Dạ, vâng. Trong đó thì có Garden Road, có phần Santa Ana, có Fountain Valley, có nhiều nơi nữa. Rồi khu học chính của Địa Hạt 7 á, thì có Mai, ông Mai Quyển, hội trưởng hội đồng hương Quảng Nam, Đà Nẵng. Khu học chính West Center Địa Hạt 3, ông Khanh Nguyễn, ủy viên, đang là ủy viên. Chú Khanh lại ra là bầu cử trở lại nữa. Bây giờ ra ứng cử lại. Dạ vâng. Còn Địa Hạt khu vệ sinh thì Andrew Nguyễn. Andrew Nguyễn, khu học chính vệ sinh Midway City. Mạc Nguyễn, khu vệ sinh Midway City là một ông Mai Nguyễn, ông tranh cử hai chức, cho nên 28 người tranh cử 29 chức. Và luật sư hồi nãy mà Mỹ Lan mới nhắc là Dana Nguyễn đó, ủy viên khu học chánh thủy cục Orange County Địa Hạt 1 và đặc khu cục thủy cục Orange County Địa Hạt 5 thì có Thay Na Nguyễn, thương gia. Đặc khu thủy cục ở Giọt Ba Linh Đà là Kim Anh Lê, kỹ sư. Và sở thủy cục đô thị Orange County thì có ông Đỗ Vinh. Đỗ Vinh là cựu ủy viên khu hoạch Garden Road. Đó là 28 người. Wow. Không biết là những người trong 28 người ra tranh cử ở quận Cam gồm có 34 thành phố và có rất nhiều thành phố không có người Việt Nam. Dạ vâng. Không có người Việt Nam ra ứng cử nhưng vẫn có người Việt Nam rất đông mà không có người Mỹ gốc Việt ra tranh cử cũng rất tiếc. Như là Fullerton hay là Yorba Linda hay là mấy cái thành phố khác á. Không biết là trong 28 người này là Mỹ Lan quen bao nhiêu người và Mỹ Lan quen những người đó, Mỹ Lan có tâm tình với ai hay sao? Mỹ Lan rồi nãy giờ em nghe chị đọc nguyên một cái danh sách thì em thấy một số anh chị em là không biết đến nhiều. Như anh nói, anh chị, như chị nói là có thể là họ lần đầu tiên họ ra ứng cử. Còn cứ những tên tủ quen tự nhiên luật sư Nguyễn Quốc Lân nè, rồi luật sư Dina Nguyễn, anh Đỗ Vinh, rồi Nam Quang, một số người mình rất là quen thuộc trong cộng đồng để mà ra ứng cử kỳ này. Thưa chị, như vậy thì năm nay thì 28 ứng cử viên người Việt Nam chúng ta ra tranh cử nhiều chức vụ khác nhau, kể cả thượng viện, hạ viện của tiểu bang, rồi trong cái địa hạt về quận Cam của mình vân vân. Thì năm nay chị thấy rằng là với cái con số 28 người mà ra ứng cử như vậy so với những năm trước thì chị thấy là năm nay nó có hùng mạnh hơn không, hay là đã rất có hay là đây chỉ là một cái con số trung bình thôi? Không, con số càng ngày càng đông. Càng ngày càng đó đông. Đó là một cái hãnh diện của cộng đồng Việt Nam. Những người lớn tuổi như chúng tôi, thưa quý khán thính giả, bao giờ cũng chúc những người trẻ thế hệ thứ nhì đi vào dòng chánh là hành pháp, lập pháp và tư pháp đó, để nói lên tiếng nói của người tị nạn định cư ở nước Mỹ này. Và không phải chỉ nói cho tiếng nói của người tị nạn mà nói lên cái tiếng nói là tranh đấu tự do dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo cho những người ở Việt Nam. Không được nói, mình nói giùm cho họ. Tại vì có bao nhiêu người thế hệ thứ nhất hay là thế hệ gì cũng vậy, thế hệ thứ hai cũng vậy, vượt biên để chi? Hy vọng có cái đời sống con cháu mình khá hơn. Và nói tiếng nói của người, của đồng bào của mình, của anh em bà con họ hàng của mình, cái người thân của mình còn Việt Nam mà không nói được. Cho hay như cô Đoan Trang, cô cầm cái đờn của Khải, cái bản nhạc thôi, mấy bản nhạc thôi mà cô bé ở tù, cô đâu có nói như mình nói được. Đúng rồi. Vâng, em đồng ý với chị. Giờ kính thưa quý vị, thành ra cái buổi đó là lý do mà em muốn mời chị lên đây chúng ta cùng bàn luận qua cái cuộc bầu cử kỳ này. Và cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng rất là hứng khởi, cũng rất là nhiệt tình để mà tham gia vào cái dòng chính. Vâng, kính thưa quý vị, chắc là đến đây chúng ta tạm ngưng trong giây lát. Sau một vài thông tin thương mại của đài, mời quý vị trở lại buổi hội luận của Mỹ Lan cùng với ký giả Kiều Mỹ Duyên.
quý vị đã trở lại chương trình Mỹ Lan Show với buổi hội luận cùng với nữ ký giả Kiều Mỹ Duyên trong phòng thu hôm nay. Trở lại với chị Kiều Mỹ Duyên, em nói chuyện với chị em rất là hứng thú. Là tại vì thực sự ra, thưa quý vị, chị là một người ký giả, chị là một người nhà làm báo. Và chị ngày xưa được biết chị cũng là một người phóng viên chiến trường. Thật ra chị đã đưa tin tức rất là nhiều. Thật ra chị hiểu rõ rất là nhiều nhiều cái phương diện khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta cùng là cư dân tại quận Cam, và cũng là chúng ta đang để ý, theo dõi và trao đổi cũng như là gửi đến cho quý vị những cái thông tin cập nhật đến trong cuộc bầu cử năm nay. Thưa chị, trở lại với cái buổi bầu cử năm nay, như chị vừa trình bày rằng là năm nay có thể nói rằng là 28 ứng cử viên người Việt chúng ta đã đi ra ngoài để mà tranh cử nhiều chức vụ khác nhau, thậm chí cả cái chức vụ thượng nghị sĩ của tiểu bang, rồi dân biểu hạ viện của tiểu bang mình cũng có người Việt Nam mình ra tranh cử, rồi chưa kể là bao nhiêu thành phố, nhiều cái chức vụ khác nhau. Thưa chị, cái điều mà em muốn hỏi thăm chị rằng là qua những cái kinh nghiệm chị trải qua, thì có một em theo như em biết có nhiều hai cái nguồn dư luận nó khác nhau. Người thì bảo rằng là mình nên bầu những cái người nào mà mình thích, mình cảm thấy cái người đó có khả năng, người đó có cái tinh thần, cái người đó có một cái trách nhiệm, mình cảm thấy là cái người đó có thể đem đến những cái thành công, những cái điều mà mình mong muốn cho nó tốt đẹp cái xã hội mình đang sống. Còn một cái nguồn khác thì bảo rằng là người ta lại nghiêng về phía đảng phái chính trị hơn. Bây giờ tôi theo chị thì các chị theo suy nghĩ của chị cá nhân, thì mình ở đây mình chỉ dám nói chuyện là cá nhân thôi, chứ mình không dám nói là chung chung. Thì có người là bảo bây giờ mình đảng nào thì mình bầu cho đảng đó. Thí dụ mình đảng Cộng Hòa, mình bầu cho đảng Cộng Hòa. Người nào là đảng Cộng Hòa, em chỉ biết chị là người Cộng Hòa thì em bầu chị. Em biết cái chị anh này là đảng Dân Chủ, bầu cho anh. Tại vì chỉ vì ảnh là cái người trong đảng Dân Chủ hay là cái đảng Cộng Hòa. Theo chị thì cái suy nghĩ chị như thế nào? Dạ, cảm ơn Mỹ Lan hỏi một câu rất là thú vị. Kính thưa quý khán giả, Kiều Mỹ Duyên làm báo, sinh hoạt trong cộng đồng cũng khá nhiều. Thành ra lắng tai nghe người này người kia nói chuyện, rồi mình những cái bài phóng sự của Mỹ Duyên viết hàng tuần á, thì đều lắng tai nghe người khác nói. Còn ý kiến của mình nó chẳng thua gì hết. Nếu mình cái ý kiến của mình chỉ bỏ một cái phiếu của mình mà thôi, hay là gia đình mình mấy người bên nội bên ngoại, rồi có mấy chục người hay chị bên bên chị bên em này kia thì cũng nhiều lắm, như vài ba trăm người thôi chứ đâu có hàng ngàn người được. Đúng. Vì thế cho nên lắng nghe ý kiến của mọi người. Thường á là ý kiến của những người mà xung quanh chúng tôi được lắng nghe, mà ngay cả cá nhân của chúng tôi vậy, khi mà đi bỏ phiếu đó, mình bỏ phiếu, mình bỏ cho cái cá nhân của ứng cử viên, cái người có tốt hay không, người đó có khả năng hay không, có đạo đức hay không, và có hết lòng với đất nước, với quê hương hay không. Mình bỏ phiếu cho người đó. Mà có nhiều người trẻ đó, Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn, thì họ cũng trả lời là chọn lựa cái người mình bỏ phiếu, cái người đó, cái cá nhân của người đó, chứ không phải là lựa chọn cái đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ. Mình thấy cái người nào mà có giúp ích cho được cho cộng đồng của mình, hay là tranh đấu cho một quê hương của mình có thật sự tự do, dân chủ, nhân quyền, thì mình bỏ phiếu mà thôi. Và có một cái điều mà chúng tôi mơ ước, mà chúng tôi cũng cầu chúc, chúng tôi cũng cầu nguyện, là người Việt Nam có quốc tịch nên bỏ phiếu. Tại cái đó là cái bổn phận, mà cái danh dự của mình nữa. Bây giờ thí dụ như một người Ukraine mới định cư ở đây có thẻ xanh, làm sao bỏ phiếu được? Phải đợi cho đến thì khi mấy năm nữa có là công dân của Hoa Kỳ mới bỏ phiếu. Thành ra mình là người công dân của Hoa Kỳ, mình phải đi register, ghi danh và đi bỏ phiếu. Và chúng tôi cũng mong là những người trẻ, tại giấc mơ của những người lớn tuổi như chúng tôi không làm được, thì cái mơ ước của chúng tôi đặt vào trong tay của những người trẻ. Và chúng tôi mơ ước những người trẻ ra tranh cử vào những chức vụ hành pháp, lập pháp, tư pháp. Và mỗi một lần mà thấy một vị quan tòa mà họ Trần, họ Lê, họ Lý, họ Nguyễn, hay là những cấp tướng mà họ Cao, họ Đỗ, họ Nguyễn, họ Lê, họ Hùng, họ Lương, họ này kia, cả nữ và nam, chúng tôi rất là hãnh diện. Mặc dù chưa gặp mặt nữa, chưa biết cha mẹ của ông tướng người Việt Nam đó là ai, nhưng mình cũng hãnh diện cho cái gia đình người đó. Hay là gặp một bà quan tòa, mình cũng hãnh diện đi tìm tra lý lịch coi con ai mà giỏi quá vậy, còn ai đúng mà rồi. Phụ nữ được vô làm bà tòa, ngồi đó giở cái búa xuống im lặng trong cái hậu trường, im phăng phắc nghe từ hơi thở người mình này. Mình thấy hãnh diện chứ chị, hãnh diện lắm. Và là mỗi lần mà đi ra tham dự các ông tòa, bà tòa người Mỹ gốc Việt mà ra mà tuyên thệ nhận chức, trời ơi, Kiều Mỹ Duyên rất hãnh diện. Hay là đi mấy cái buổi lễ
mà các linh mục người Mỹ gốc Việt chịu chức mình cũng hãnh diện vô cùng. Hay là cho nên á, người Việt Nam nào không biết họ gì, họ Trần, họ Lê, họ Lý, cha như ông đại tá Cao Hùng ở DC ra tranh cử, nghe ông thắng cử một cách dễ dàng ngay vòng đầu, mừng lắm chứ, vui lắm. Yeah, vui không phải bà con cũng vui. Mình có và chưa hề gặp mà ông hả? Chưa gặp mặt nữa mà cũng vui. Mà thưa quý thính giả, còn có 2 tháng, 1 tuần nữa thì các ứng cử viên mà có lòng, có nhiệt tình mà cố gắng lên, cố gắng lên. Và đồng bào của mình, những người lớn tuổi nên đi bỏ phiếu, mà khuyến khích con của mình, cháu của mình có đủ tuổi và có giàu quốc tịch rồi, đi bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu, để cho người Việt Nam biết thắng rồi mà phải thắng thiệt là cao, để cho người Mỹ thấy là ô, cái người nghị Mỹ gốc Việt quá đoàn kết, quá quan tâm đến ứng cử viên của họ. Cho nên tại sao mà cái cộng đồng người Việt, bao nhiêu cái người ứng cử viên là người ngoại quốc, người không phải là người Việt Nam, người địa phương, mà họ đến cái cộng đồng mình đến chi? Ngày thường mình đâu thấy họ đến đâu, mà mùa tranh cử này trời ơi thấy đến nhiều lắm. Có những người gọi điện thoại từng người nữa. Thành ra vui lắm, vui lắm. Và cầu chúc cho tất cả ứng cử viên nào có lòng, có lòng và khắp nơi cả nước Mỹ chứ không phải chỉ có cái quận Cam này mà thôi, sẽ thắng cử và nói lên tiếng nói của người Việt Nam và quan tâm đến đời sống của người Việt Nam. Đúng. Quan tâm từ kinh tế, từ xã hội, từ y tế, từ luật pháp, tất cả quan tâm cái điều đó. Người nào cũng vui lắm phải không Mỹ Lan? Vâng. Và Mỹ Lan ơi, có những người, có những cái thành phố, bây giờ mình thấy đi, cái quận Cam này có 34 thành phố thôi, mà cái tiểu bang này 58 cái county, mình đếm coi có bao nhiêu người Việt Nam ra tranh cử. Thành ra cái người nào ra tranh cử mình cũng mừng á. Mà nếu mà cái kỳ này không thắng, cố gắng coi cái tại sao mình không thắng. Tại vì mình không có hoạt động nhiều, người ta không biết mình nhiều hay gì đó, lý do gì đó, hoặc là không có tiền nhiều, tranh cử phải cần có tiền. Đúng cho rồi. Nên là nếu mà cái người nào rủi mà thua đó, đừng có buồn, cố gắng, cố gắng, cố gắng, đợi kỳ sau. Đúng bởi rồi. Vì còn trẻ mà, còn mấy chục năm nữa để đi vào dòng chính, để vào hành pháp, lập pháp, tư pháp. Thành ra còn phụ huynh học sinh nên khuyến khích con em của mình ra tranh cử, và đồng bào của mình nên đi bỏ phiếu và kêu con của mình, cháu nội, cháu ngoại, bà con họ hàng đi tranh cử, đi bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu. Em đồng ý với chị là tại vì như em nói trình bày rằng là em thì cũng mới có quốc tịch đây thôi, nhưng mà em đã vừa có quốc tịch là em sử dụng là ngay liền, là tại vì em cho rằng là cái lá phiếu của mình rất là quan trọng, nó là một cái tiếng nói của cái cá nhân của mình và một cái lòng của mình. Khi mình nhập tịch, mình đã tuyên thệ là mình phải sống cho cái quê hương mình đang sống, và mình cũng phải dấn thân trong những cái sinh hoạt. Vâng, thưa quý vị, và ngày 8 tháng 11 sắp tới đây là một cái ngày rất là quan trọng để chúng ta có thể đem cái tiếng nói của mình qua cái lá phiếu của mình. Chúng ta hãy cùng vận động. Và trước nhất, cái điều mà Mỹ Lan và chị Kiều Mỹ Duyên cũng ước mong rằng là chúng ta dùng cái quyền công dân của mình để chúng ta cầm cái lá phiếu của mình có thể bầu cho những người xứng đáng. Mỹ Lan cũng đồng ý với chị rằng là đối với cá nhân Mỹ Lan cũng không có quan tâm vấn đề là đảng phái chính trị nào cả. Mình chỉ tìm một cái người nào nói mình thấy cái người đó có khả năng, mình người đó có một cái đạo đức và người đó có một cái trách nhiệm mà thành đạt được, đem được những cái lợi ích cho thành phố nói riêng hay là cho nước Mỹ nói chung thì chúng ta bầu. Thành ra một lần nữa, 8 tháng 11 sắp tới, chúng ta cùng nhau đi bầu, dùng cái lá phiếu của mình để nói lên cái tiếng nói của đồng hương, đồng bào của chúng ta, người Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại. Rồi đến đây là chúng ta lại không còn nhiều thời gian. Em mời chị chào quý vị khán thính giả của chúng ta nha. Đợi dịp khách chúng ta nói chuyện tiếp. Cảm ơn Mỹ Lan. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi cuộc hội thoại của Mỹ Lan và Kiều Mỹ Duyên. Kính chúc quý thính giả sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và đi bầu cử, bầu cử, bầu cử. Bà con ơi, nếu đi vào mà ở trong viện dưỡng lão hoặc nhà thương mà có thể đi bỏ phiếu được á, thì nhờ những cái hội thiện nguyện hoặc là anh chị em bà con trong gia đình đến chở quý vị xin phép với bác sĩ đi ra bỏ phiếu. Người ta thấy quý vị ngồi xe lăn, người ta nhường cho quý vị đến đứng trước như thường. Bỏ phiếu, bỏ phiếu. Mà trước khi bỏ phiếu là phải ghi danh quý vị nha. Chúc quý vị sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Và tất cả mọi người thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mọi người có quốc tịch đi bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu. Và chúc những vị ứng cử viên thành công thì vui vẻ. Còn những mà thất bại, đừng có nản chí, tiếp tục, sẽ tiếp tục và sẽ có một ngày thành công. Cảm ơn chị khán giả Kiều Mỹ Duyên rất là nhiều. Cũng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe chương trình hội luận ngày hôm nay. Chúng ta nói về chuyện bầu cử và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về cuộc bầu cử năm nay nha quý vị. Cảm ơn quý vị.